Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 244 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ dịp Tết Nguyên đán nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, các quy định về phòng chống cháy nổ, củng cố, kiện toàn lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, tổ chức kiểm tra rà soát 100% các công trình xây dựng trái phép, xây dựng tạm, tổng hợp kết quả và phân theo từng nhóm vi phạm trước ngày 15 tháng 2 năm 2024. Rà soát kiểm tra đối với loại hình kinh doanh kết hợp với nhà ở, chung cư, nhà trọ, các cơ sở nhà trẻ, trường mầm non, kế hoạch khắc phục tồn tại vi phạm nếu có trước ngày 29 tháng 2 năm 2024. Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24, sẵn sàng cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra. Các huyện, thị xã, thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành trước ngày 15 tháng 2, tổng hợp kết quả thanh tra trước ngày 23 tháng 2. Cùng với đó, duy trì hoạt động các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.